Trứng gà chiên mực. Trứng gà chế tỏi, trứng gà rang muối, trứng gà này, trứng gà chiên nước mắm, chiên bơ, hay là chân gà. Chiên nước mắm ấy, chiên nước mắm. Quay chân gà, sụng gà. Sụng. Chân ơ ơ sụng ngon hơn. Sụng đi. Chiên bơ nước mắm, sụng gà chiên nước mắm. Bò nhúng hải tân, cái bò nhúng thái, lẩu cua đồng hải sản, hổ nấm hải sản, bao tử hầm tiêu, lẩu nào? Có ăn lẩu nào đây? Bò nhúng thái đi. Bò nhúng thái hả? Lẩu thái hải sản, lẩu bò nhúng thái hả? Lẩu thái hải sản. Bò nhúng thái ngon ta. Bò nhúng thái ngon. Lẩu thái hải sản, cái lẩu nào? Đây em thấy là lẩu hải sản. Lẩu hải sản ngon. Chưa có. Là dè nó có thủ, có nó đốt xong sức mày là món gì á, sụn gà. Sụn gà chiên mắm á. Thì có cái chai đốt cuốn bùi trên mạng á. Được mua mấy cái đó. Rồi, ăn đi quý vị. Đốt bùi 5 giây. Rồi, được mà. Ăn trước thôi, có nào ăn trước nấy. Ăn đừng ớt, đừng cắm cái ấy. Không ăn không thì được. Ăn được mọi người. Rồi, ăn đi. Có snack nha em. Snack ăn chụp được nha. Có nào. Gì ăn đi ba nha. Dạ. Ăn đi anh. Mày cánh. Thằng này nó chơi nó điệu. Tại vì nó ít quá là nó chơi. Các bạn mình phải coi nè. Diễn đây cho màn này chạy xe không? Sao quá. Sao giống như có kem không? Có ngoài kem kia đó nè. Kem trên kia, kem bên trong. Cứ đi vòng chơi đi biết. Ừ, chút đi vòng vòng. Lớn không không? Lớn, thấy rộng lắm, để chỗ. Ở cổng có chỗ để ô tô không mà. Vòng qua đây đó. Ừ, vòng qua đó ô tô, để ô tô. Cái này thì ông đây. Ờ, đẹp. Rồi, làm đầu bếp đi. Đầu bếp 5 năm sau nha. Đem hết. Đem từ từ tội những lý là món cơm. Mình chiên sốt với muối. Rồi, ăn đi. Chiên chí thì miếng rau răm nữa trên đó có. Ăn đi nhờ. Mày ăn rau răm không thì xem tí. Có mẹ, có ăn rau răm giống lại không? Ồ, coi mình đi, đi nó ăn rồi. Đi review đi, đi ăn rồi. Ồ, ừ, ăn rau răm được luôn. Để con ăn miếng tôm cho mày ăn miếng rau răm mày đánh hả? Ngon. Cảm nhận sao? Các bạn là rất là... Chưa biết tại vì chưa ăn. Cái này ngon món nãy. Cầm ăn chưa rồi. Ừ. Cầm đi. Cầm lấy đủ đúng không? Nó có béo rồi. Này. Đây là mì xào hải sản. Mì xào hải sản. Rồi. Ăn để không bị lơ đạn. Ai gấp trước thì còn gấp lại. Nhưng mà có mì xào hải sản nó cũng có gì vậy không? Ai gấp trước ấy. Ăn trước đi. Ăn được. Ăn trước đi, ăn trước đi. Ăn không được. Rồi đi gấp đi nè. Ôi mẹ, khai mạc. Biết cái nào khai mạc đó. Rồi khai mạc đi. Con là vừa khai mạc vừa mà vừa bếp ăn này nó thơm thơm. Ừ đúng rồi, thơm thơm ngon. Em mới em mỗi đứa gấp trước gấp sau. Anh mẹ ngớp với nước mắm thấy cay cay không mặn để ăn rồi ăn hơn rồi ăn. Thấy không? Dạ. Rau rồi không? Ít thôi. Để mang với mặc đồ bình thường, chứ không mặc đồ dục. Dục gì không? Đựng
nay còn thấy dột thì nó phở sáu mà thích mua mỡ chứ mà cái này là có khỏe rồi đó, 3 ngày đúng là có khỏe rồi đó. Tại vì em đang có học xong trong dịch rồi. Con tôm ta, con tôm mà cho nó con tôm không? Con tôm đó. Đây con nè, đây nè. Rồi hai đứa. Em bỏ măng đó. Đó tôm đó. Nè tôm đấy nè. Là bé cái đầu tôm kia cho mẹ đi. Không có đủ rồi. Đầu tôm kia, đầu tôm. Đậu này nè, nó ăn nó có ăn đâu. Dạ, mẹ ăn đi mẹ. Có mà. Mẹ ăn đi. Lấy. Đưa cho mẹ ăn đi. Mấy đầu tôm mà. Con thích ăn cái đuôi tôm hoặc là cái mình. Nên là rau cái gì? Mẹ biết mẹ thích ăn cái gì. Ừ, kể chút mày bỏ hết trơn. Đâu con không biết ăn mà. Con ăn là con nhớ hết luôn. Ừ. Nhật thấy mấy này đi cũng ăn hả? Dạ. Làm bán rồi nhìn. Mấy này thơm nè. Đúng rồi, nó thơm. Quay nó cho đã vô cuối cùng nó bánh mì. Lại bấm sao rồi. Là tới bắt luôn á. Muốn nhìn gỡ nhú. Mấy cái gì ta? Trứng. Trứng. Trứng lòng cào. Nó như vậy giết ly luôn rồi. Là món này là đi khoái rồi. Ha. Trứng lòng đào đi khoái. Ốc chỉ là chỗ nào? Hả? Ốc chỉ á. Gì? Ốc chỉ mà chỗ xó. Xó mùa hả? Bệnh viện Thanh Tâm. Bệnh viện Thanh Tâm. Đó xe cộ không mày ơi? Đó xe cộ nguy hiểm lắm, xe tải được không? Thanh Tâm ở gần nhà mình nè. Bệnh viện Thanh Tâm. Thảo nó cũng có đó. Ngay chỗ trên này nè. Nó nói đợi mày đi. Đợi Thanh Tâm gần nhà mình. Đợi. Đó nhà thờ không ơi? Thanh Tâm ngoài được á. Trường Tâm, cái đó là Khánh Tâm âm nhạc không ơi? Khánh Tâm hồi nhỏ con với lại con Quậy đi với mẹ đó. Quậy giữa con á. Nhiều tôm đấy. Mì. Bỏ đi vào trước, bỏ mấy này trước. Rồi để đây. Cái này nó cứ hồng hồng sao ta. Đúng rồi. Đồ gạo mà. Hả? Sách có đường dây này nó mới. Ba là mấy mẫn đó con. Mở ba rồi. Ba rồi mở. Mở không được, không có miếng thịt luôn. Ba nhường cái phần đó cho con, phần này cho con hết luôn cũng được. Chứ nào? Nhường giúp con phần lắp vô trong mình rồi nha. Cái bô là cái bô, không bô à. Ừ. Mới nghe luôn
Đây, đi lấy cái bồ á, nghe không? Cái vụ đó không? Không, nó nghe vụ có, đó. Có, rồi miền Bắc á. Rồi đem ra sao? Cái xong mà không biết, cái ra rồi sao lấy cái bồ. Bồ thôi à? Bồ là bồ đi, đi vệ sinh á. Mềm, mềm chưa? Mềm chưa? Mềm chưa? Mềm chưa? Thì lấy ra cái tô để ăn cơm, cái bồ là đi vệ sinh mà. Lần lần không mềm mà cũng ăn cơm lại. Đúng không? Mình, cái này phải nói tiếng mình đó chứ chả phải hiểu. Riêng nhân viên miền Trung khi hỏi khách hàng miền Nam hả, chị có muốn cái bô không, khách hàng miền Nam kiểu chị có cái bô không, chị có cần cái bô không, khách hàng miền Nam cái bô là gì, bô là cái tô á. Thật là sắp bằng máy nguyên khói nè, nó đông lạnh trong lên nắng nguyên khói vui trong học cái hầm nóc á, còn có cái máy này đẩy nè, nó sắp cái lá cái này này sao đâu nó đi, em đi bớt lại ăn tiếp rồi đi em sao đâu rồi ăn múc nha, rồi múc đi em trả trước đi sao đâu ăn đi múc đi chịu khai lại thì được hai lỗ, ai ăn tự đúc tự múc rồi, này sẽ dán cho ca mì múc để gấp đi ca, nước thôi còn khi gấp thì no hả, khi múc gấp múc gấp là nó bị nhầm nước, gấp cũng dặn đâu dặn rồi mày gấp cho ca nè đó, ai múc ăn múc đi hả, đưa bán mày gấp chưa xong mà nè như vậy hả, không bỏ em tự gắt được rồi, gắt thùng lên thùng xuống kia văng mà nó văng cái rồi đi ăn không, đi chị Hai múc cho lẩu không, lẩu Thái ngon lắm, tao không thích cho mày đâu, đó rồi đó rồi mày lẩu Thái ngon đi lẩu đậm đà thôi, thôi vậy luôn vậy rồi. Nó ảo quá. Mai mốt cho mẹ đi mấy chỗ này. Không biết được. Bên này cò sẵn luôn rồi biết rồi. Cò là China. Không thấy cò, thấy là bạn. Ủa, mình